Nghe Lữ Trần Trần kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, là một người Việt đang ở hải ngoại, trong cái thời điểm này dịch toàn cầu, chúng tôi là người Việt vẫn lo lắng và nghĩ về quê hương, về đời sống người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Họ bán vé số, họ chạy xe ôm, hay là những công nhân thì họ sẽ sống như thế nào? Trong khi ngược lại thì ở các nước phương Tây đó, thì chính phủ nó có những chính sách để hỗ trợ. Và thưa quý vị, cái điều đáng buồn là gần đây, ngày 29 tháng 3, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trên VTV là phát huy tinh thần giải phóng miền Nam trong việc chống dịch Covid-19. Cái hình ảnh giải phóng miền Nam nó tang thương như thế nào của ngày 30 tháng 4 1975, mà nhà thơ Bùi Chí Vinh đã viết như thế này. Thưa quý vị, nhà thơ Bùi Chí Vinh đã căm phẫn mà viết như thế này: đất nước không có một ngày vui, 45 năm thống nhất ngậm ngùi, miền Nam lúc trước quen hào phóng, bây giờ thì co rúm sống cầm hơi, đất nước chỉ toàn những ngày buồn, quan lại từ trên xuống bất lương, dân còng lưng đóng trăm loại thế, kiều của Nguyễn Du cũng phải đứng đường, đất nước chỉ toàn bọn mộng du, nằm villa mà tưởng tượng chiến khu, ngồi biệt phủ mơ màng nghị quyết, tội nghiệp văn chương sớm ở tù. Đất nước vậy là 45 năm, Trịnh Nguyễn phân tranh đất nước nằm, bao giờ bắt tiếng như Nguyễn Huệ, nghĩa sĩ rồng tiên giết ngoại xâm. Bùi Chí Vinh viết như vậy để chúng ta thấy được rằng cái nỗi niềm của người dân miền Nam hôm nay cũng đã bắt đầu vào những ngày của cuối tháng 3, đã bắt đầu vào tháng 4, thưa quý vị. Thì trong cái dịch virus Vũ Hán như vậy đó, với cái hình ảnh mà chúng tôi thấy là chưa bao giờ thành phố Sài Gòn cố gắng giải quyết cái nạn kẹt xe, bây giờ không cần giữ kẹt xe nữa mà thành phố bây giờ đều là hoang vắng. Thì thưa quý vị, Việt Nam trong dịch virus Vũ Hán này, những điều cần nói, những điều cần nói của những người Việt hải ngoại cần nói, và những người Việt ở trong nước cần nói là gì? Bằng cái trái tim của một nghệ sĩ, chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện với Nghệ Lữ và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Trước hết, Nghệ Lữ chào Khanh. Qua những cái điều anh vừa nói đó, và đặc biệt là qua cái bài thơ của Bùi Chí Vinh, qua những cái hình ảnh của thành phố Sài Gòn ngày hôm nay, thì Tuấn Khanh có điều gì cần nói ở Việt Nam ngày hôm nay trong cái dịch virus Vũ Hán này? Dạ, xin kính chào anh Nghệ Lữ, kính chào quý vị khán thính giả trên làn sóng của anh Nghệ Lữ. Thưa quý vị, nó có một cái điều trùng hợp cũng rất là thú vị là cái những ngày tháng 4 của 45 năm về trước đó, Sài Gòn nó cũng bước vào những giờ phút như vậy nè. Mọi người bắt đầu phải lo tìm thực phẩm, lo tìm được một cái nơi để trú ẩn, rồi đường phố thì nó vắng tanh. Chắc là anh Nghệ Lữ cũng quý vị ở bên Bắc Cali thì chắc cũng không hình dung được Sài Gòn như hôm nay thế nào. Bây giờ là bắt đầu 8 giờ tối khi mình bước ra Sài Gòn đó, ở khu vực như là nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, bưu điện trung tâm đó, rồi kể cả tòa đô chính cũ vân vân. Đó là một khung cảnh hoang vắng và nó đen tối khủng khiếp, bởi vì không ai đi chơi, không ai buôn bán, không ai đi qua đi lại những khu vực đó. Và bắt đầu từ cái 0 giờ ngày hôm nay, khi mà sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh Nghe Lữ đó, tức là 0 giờ của ngày 1 tháng 4 đó, thì Sài Gòn sẽ bước vào cái câu chuyện là sẽ bị cách ly. Và cái câu chuyện nó cũng có cái chữ cách ly, nó cũng rất buồn cười đó. Chúng ta sẽ nói sao về cái cách ngôn ngữ của những người cộng sản sử dụng những cái từ ngữ đó. Nhưng mà nói chung thành phố bước vào cái giai đoạn phong tỏa, nó giống như trong bài hát của Trần Thiện Thanh là giờ này cư xá sắp đóng cửa đó. Mà không còn ai, thành phố nó vắng teo như vậy và tất cả mọi thứ nó rất là buồn. Thì thưa anh Nghĩa Lữ, vừa rồi anh Nghĩa Lữ có nói về cái câu chuyện rằng là trong cái việc mà cố gắng mà tổ chức mà phòng chống dịch ở Việt Nam đó, thì có lẽ là lâu lắm rồi chính phủ Việt Nam mới có một cái cuộc vận động khủng khiếp như vậy, khủng khiếp, và vận động hết sức lực của họ để mà tìm cách để mà chống lại một cái kẻ thù vô hình. Và không hiểu sao trong cái tư duy của ông Phúc là một cái người có vẻ cũng tiến bộ, một người có vẻ cũng thích gần phương Tây, một người tiến bộ, nhưng là cái tư duy của ổng á, xét cho tới giờ này đó, thì có những cái suy nghĩ và những cách nói mà mình thấy mình tội nghiệp cho cái sự cổ hủ và lạc hậu của ổng, cũng như một suy nghĩ nó rất là tệ.
Chắc anh nghe được quý vị cũng còn nhớ là cái thời kỳ mà ông Donald Trump qua Việt Nam đó, bằng mọi cách ông Xuân Phúc ông đưa cái lá cờ đỏ sao vàng vào tay ông tổng thống Donald Trump và để cho ông phất lên đó. Đó là niềm vui khủng khiếp của ông Phúc, và sau đó ông còn tuyên bố trong cái hội nghị rằng là cái bọn phản động đó mà nhìn thấy về thì rụng rời tay chân. Mà chẳng lẽ mối quan hệ giữa một quốc gia một quốc gia mà chỉ để làm được như vậy, tất cả chỉ để chống lại bọn phản động trong suy nghĩ của mình thôi thì nó quá tệ. Nó không nghĩ đến chuyện là thương mại tiến bộ hay là bắt tay với thế giới văn minh, mà nó chỉ làm sao cho cái bọn phản động nó rụng rời thôi. Nghĩ tới cái chuyện đó thiệt sự nó thấp kém lắm. Mới vừa rồi thì ông lại có một câu nói rằng là chúng ta phải diệt dịch, chống dịch và phải giống như là hành quân mà đánh nhau vào năm 1975 vậy, Để giải phóng miền Nam. miền Nam vậy. Mà tôi nói nghe một cái câu nói mà ai cũng buồn cười là bởi vì trên nghĩa lữ nó có một cái, thưa quý vị, nếu mà nói như vậy thì ông đang so sánh dịch, những con virus đó là dân dân miền Nam đó, thì giải phóng miền Nam tức là tiêu diệt virus, thì ông trong cái đầu nó vẫn có những cái suy nghĩ nó lạc hậu, nó nông dân như vậy, và những cái sự hằn thù nó vẫn còn cắm sâu trong cái não trạng như vậy. Thì không biết thì ông có số phút vừa rồi ông tuyên bố một câu rằng là kêu gọi tất cả mọi người, nhân dân trong một nước hãy cùng nhau góp sức, người góp của, góp tài chính, góp công sức, góp ý kiến, góp tất cả mọi thứ, tương thân tương ái vì tình đồng bào luôn. Làm gì có tình đồng bào trong một cái suy nghĩ như vậy. Mới hôm trước ông kêu gọi đóng góp như vậy, hôm sau lại nói như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là một trò hề trong ngôn ngữ thôi, chứ không có một tấm lòng thật nào đối với người dân cả. Cho nên trong những cách như vậy á, thì ông Phúc phải coi lại mình, bởi vì ngay cả cách ví von là một cái não trạng như vậy, nó là hằn sâu trong chuyện hằn thù như vậy đó. Trong bối cảnh mà cả nước cùng nhau, mà ông Lê Phúc cũng kêu gọi là phải chống dịch, phải cùng nhau chống dịch, thì thật đáng thương cho một suy nghĩ như vậy. Cho nên anh nghe Dạ vâng, lỡ và thứ như vậy. dạ vâng, kính thưa quý vị, cái điều mà những cái hình ảnh hay những cái phát biểu ngô nghê của một cái não trạng như vậy thì chúng ta cũng không ngạc nhiên khi mà người ta vẫn thường hay nhắc đến là ông Nguyễn Xuân Phúc cờ lờ mờ vờ, hay là ông Nguyễn Xuân Phúc làm ma dê in Việt Nam, vân vân. Kính thưa quý vị, đó là một điều đáng buồn cho dân tộc Việt Nam hiện nay sau 45 năm được bị cai trị bởi dưới một cái thể chế chẳng những độc đảng, độc tài mà còn là những lãnh đạo có những cái não trạng phát biểu như vậy đó, thưa quý vị, nhiều lắm. Kể cả Nguyễn Minh Triết chẳng hạn, nói rằng là Việt Nam gác cho cái ba ngủ đi, vân vân, rất là nhiều cái phát biểu ngu ngơ, thưa quý vị. Có cái điều là bây giờ hôm nay đó, trong cái mùa dịch này đó, Nghĩa Lữ đang muốn Tuấn Khanh nhận định như thế nào về cái tình người mà chúng tôi thấy hiện nay, chúng tôi mới thấy được là ở miền Nam Việt Nam thôi. Những cái hình ảnh giống như là một cái đại lý vé số ở Vĩnh Long đó, bỏ ra mỗi ngày 50 ngàn cho những người bán vé số, hay là một cái tiệm tạp hóa ở Bình Dương đó, làm những cái túi để mà cho những cái người nào mà họ đang thiếu dịch thực phẩm. Rồi bên cạnh đó tôi cũng được biết rằng có cái những quán cơm đó hiện nay đang vận động đó, là để mà coi như là phát 1.000 hay 2.000 bữa ăn gì đó cho những cái người mà họ đói. Và chúng tôi cũng được biết được rằng tất cả những cái tình cảm đó hình như là chúng tôi đang thấy xuất phát ở miền Nam mà thôi. Thì ngược lại thì nhà cầm quyền đã làm cái điều gì, trong khi đó ở các nước phương Tây thì người ta đã có những cái chính sách, có những cái bỏ những khoản tiền rất lớn để hỗ trợ cho người dân trong cái dịch này, khi mà họ bị thất nghiệp, họ bị mất công ăn việc làm, vân vân. Đau một điểm nữa là một hình ảnh mà chúng tôi vừa biết ở Bình Dương đó, là một người vì đói mà phải treo cổ tự tử, thì là một trái tim nghệ sĩ như Tuấn Khanh, qua những cái điểm mà Nghĩa Lữ vừa dẫn đó, thì Tuấn Khanh có điều gì để muốn nói với đồng bào người Việt ở hải ngoại về hiện tình đất nước ngày hôm nay, và những cái điều gì sẽ sắp tới cho người trong nước trong những ngày tới? Thưa các quý anh chị trên làn sóng Nghĩa Lữ, thưa anh Nghĩa Lữ, thì phải nói như thế này nè, người dân từ bao nhiêu năm nay đó họ luôn nghĩ trước chính phủ và biết trước chính phủ. Chính phủ thì nó cách nào đó một giá trị độc đảng, thì họ chỉ lo làm sao để tồn tại cho cái hệ thống chính trị thôi. Chẳng hạn như giờ phút này đó thì tất cả những quân đội đã được lệnh cắm trại, và thậm chí là chuẩn bị trong tình thế là nếu như có loạn lạc thì họ sẽ trấn áp như thế nào. Tất cả mọi phương thức người ta đang nghĩ đến chuyện là để làm sao để giữ vững một chế độ hơn là đi tìm một giải pháp của một quốc gia. Thưa quý vị, trong vòng có mấy ngày trước đây thôi, thậm chí cả cả tuần, người dân đã từng bàn thảo với nhau và tin rằng thế nào trước sau gì nhà nước cũng sẽ cấm và phong tỏa đất nước vì
tình hình lúc này là không kiểm soát được. Và cái việc không kiểm soát được đó, nó lâu lâu nó cũng tiết lộ ra, chẳng hạn như mới vừa rồi, như là có một bác sĩ bệnh viện Việt Đức đang làm việc cho vấn đề mà virus corona ở ngoài Bắc, bác sĩ Trương Trần Ngọc Khánh thì Trần Quốc Khánh, vâng xin lỗi, Trần Quốc Khánh thì ông đã viết một cái bài và ông khẳng định rằng cái số người chết và số người nhiễm đang rất lớn mà chính quyền Việt Nam đang không có rõ ràng trong chuyện này. Ngay lập tức sau đó đó là cái bài viết nó bị rút xuống và ông phải viết một cái bài xin lỗi gượng gạo là những thông tin như vậy đưa làm hoang mang cho dư luận, ông xin lỗi dư luận tùm lum hết. Thì đó là cách thức rất là quen thuộc. Một tuần trước đây người ta đã nói là thế nào cũng có cách ly, cũng có cô lập thành phố, phong tỏa những cái nơi khác. Thì liên tục trong những ngày đó đó đối phó với người dân đó, chính quyền nhắn liên tục những tin là sẽ không bao giờ có những cái tin đó, sẽ không bao giờ có phong tỏa, không bao giờ có cô lập hết. Và cho tới ngày hôm nay thì bắt đầu có lệnh đó, nhưng mà để sử dụng chữ phong tỏa thì họ sợ là họ thua người dân. Chính quyền bao giờ cũng muốn họ là một cái vấn đề là phải thắng người dân, cho nên họ sử dụng cái ngôn ngữ là cách ly toàn xã hội. Mà không biết xã hội cách ly toàn xã hội, nếu cách ly toàn xã hội là cách ly luôn cả tất cả những quan chức cộng sản nữa, chứ không phải là cách ly luôn cả như vậy được. Bởi vì cái chữ cách ly toàn xã hội là một chữ ngớ ngẩn và hoàn toàn không có ý nghĩa gì một cách cụ thể. Và họ cứ nói rằng cách ly toàn xã hội không phải là phong tỏa. Nhưng bây giờ đó ông Phúc thì nói tuyên bố như vậy, cách ly gia đình với gia đình, huyện với huyện, người với người, thành phố với thành phố, tỉnh với tỉnh. Vậy thì phong tỏa không phải thì là còn là gì nữa mà cách ly toàn xã hội, thậm chí còn ra lệnh rằng tất cả mọi người đi trên đường là chỉ nên đi chỉ có được 2 người thôi, tụ tập trên 3 người là không được. Vậy thì không phải cách ly là không phong tỏa là cái gì? Thì bây giờ tại sao người ta cứ phải muốn thắng nhân dân như vậy trong những câu từ như vậy đó? Và không phải là mới đây đâu. Cái ý định mà phong tỏa nó đã chập chờn ở Hà Nội từ cả nửa tháng trước, nhưng mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là nếu phong tỏa dân dân sẽ sống ra sao. Cách đây mới hai ngày thôi anh nghe Lữ đứng anh ngồi với lại một cái gì bán vé số, nhìn cái bàn chân của dì thôi mình đã thấy xúc cảm rồi. Bởi vì cái bàn chân họ chai sần, những cái ngón cái và những ngón chân đó họ xòe ra giống như là một cái bàn tay vậy, bởi vì họ đi bộ quá nhiều. Mà cụ qua nói rằng là nếu như bây giờ mà cô nói là đi như vậy mệt lắm, nhưng mà cụ nói rằng nếu cô không đi cụ không có cái gì ăn hết. Cô từ Quảng Ngãi rồi cụ qua vé số, và những ngày bắt đầu từ mai trở đi là vé số không còn được bán ở Sài Gòn trong suốt 15 ngày. Không biết những người đó sẽ sống như thế nào, bởi vì những người đó là ăn thành theo từng bữa kiếm được mỗi ngày vài mươi ngàn hay gần 100 ngàn, đó là cuộc sống của họ. Thì những cái điều đó đáng lẽ là chính phủ phải nghĩ tới trước hơn là cái việc cách ly cô lập bảo vệ tất cả mọi thứ để giữ vững một chế độ, giữ vững một mô hình xã hội. Nhưng người dân bây giờ cũng nghĩ ra trước hết đó, người dân đã chuẩn bị tất cả những phương thức đó. Vào những ngày mà thành phố vắng vẻ nhất á, tôi anh còn nhìn thấy những cái hình mà người ta để những bình nước cho người đi qua lại, họ vẫn không quên để cái đó, chứ họ không nghĩ rằng là ít người thì họ không làm, và có ít người cách mấy thì họ vẫn để những bình nước miễn phí như vậy trên lề đường để cho người đi ngang để uống. Và bây giờ thì nó là như vậy. Những câu hỏi đặt ra rằng là những ngày này bắt đầu những người khó khăn, những người không thể sống được với xã hội theo cái kiểu mà được nhà nước chu cấp, và họ phải đi kiếm tiền mỗi ngày và sống qua ngày, mà cái kiểu miền Nam ta gọi là chạy cơm á, thì những người đó sẽ sống như thế nào? Đó là một câu hỏi đặt ra mà không có ai nói được. Và dân dân thì nghĩ ra trước những cái gì mà mình dội trên internet là mình thấy thì người ta đang sắp xếp những cái gói quà phát tiền giúp đỡ, rồi những cái nhóm để làm sao để chuyển thức ăn đến những cái chỗ mà cho cái người mà người ta nghèo khó để ta lấy ta đem về, vân vân. Bắt đầu diễn ra ở các chùa, các nhà thờ bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng mà về phần chính phủ thì họ bắt đầu không nghĩ gì hết. Trong khi đó, cách đó mới mấy ngày, chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại phát đi một công văn kêu gọi hãy đóng góp cho chính phủ để giúp đỡ trong cái việc mà chống lại virus corona. Và thưa anh nghe Lữ, thì con số đó vốn có phải bây giờ là chỉ mới có vài trăm tỷ, tức là toàn quốc gia và trong đó có rất nhiều công ty và tất cả hệ thống đóng. Nó là không có gì so với một cái quan ô tham quan quan lại mà tham ô vài ngàn tỷ một lần một người đó, thì vài trăm tỷ cho cả quốc gia trong một đợt này nó cũng biểu hiện rất rõ rằng người ta phải thủ thân mà người ta cũng không có tin. Bởi một chính quyền hôm nay nói như thế này mai nói thế nọ thì người ta cảm thấy người ta bất an trong cái chuyện đó lắm, và ai cũng phải giữ phần của mình. Nhưng mà khi mà nói đến tình đồng bào rồi đó thì phải nhắc lại rằng trong tình đồng bào đó người ta lại quên mất rằng là phải chuẩn bị cho những người nghèo khó nhất, những cái nhân vật những mà nói theo kiểu Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là những thành viên yếu đuối nhất trong cái cộng đồng của chúng ta đó.
chúng ta hãy san sẻ cho họ, thì người dân làm trước chứ chính quyền thì chưa. Và chính quyền thì nhớ tới cái điều lớn nhất và nhanh nhất, đó là hãy tiêu diệt virus corona giống như giải phóng miền Nam. Thì cái đó thật là cay đắng cho tất cả những ai đang sống và đang ở ngay tháng tư để nhớ về những điều đó. Giờ tên như Dạ vâng, kính thưa quý vị. Cái tổng số đó mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang cố gắng kêu gọi đóng góp đó bằng cái con số giống như là Tuấn Khanh vừa nói, nó không bằng cái sự hối lộ của cầm tay của người này qua người kia giữa những quan chức Cộng sản, hay là cái tượng của Hồ Chí Minh 45 ký vàng ròng, hoặc là bao nhiêu cái tượng đài khắp nơi trên đất nước. Trong khi đó đó thì thưa quý vị, hình ảnh cả Sài Gòn vắng, không còn kẹt xe nữa mà bây giờ người ta đang kẹt tiền, và hình ảnh những người xe ôm họ ngồi họ không có khách, họ sống như thế nào, những người bán vé số sống như thế nào. Và hình ảnh mà Nghĩa Lợi cũng mới vừa thấy là một anh đó, anh nói anh đói quá, anh cầm cái ổ bánh mì, được ăn hai ổ bánh mì, và cái chị nhà báo cho 200 ngàn nữa. Thì thưa quý vị, một trong những điển hình đã có một người treo cổ tự tử chết vì đói, thì tương lai của Việt Nam sẽ như thế nào khi mà tôi được biết có những người nghệ sĩ hiện giờ đó họ ở những căn nhà cả chục tỷ, cả trăm tỷ, rồi thì họ họ kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà họ đã ra tay như thế nào. Trong khi đó đó, những cái người thật sự nó giống như cái chị mà bán hàng sáng ở Bình Dương thôi, cái tài sản chỉ có bao nhiêu mà chỉ đi gói những cái bằng tiền đó. Thì thú thật với lại Tuấn Khanh, thưa với lại quý đồng bào người Việt trong nước, tôi đang ở hải ngoại, tôi đau lắm quý vị, tôi rất là lo. Và bằng cái con tim của mình, hôm nay cuộc nói chuyện này với Tuấn Khanh, tôi cũng bày tỏ cái điều là chúng tôi đang ở đây, chúng tôi đang ở Mỹ, tôi không sợ đói. Thưa quý vị, quý vị cũng thấy những hình ảnh mà xe giao hàng, giao thực phẩm đến từng nhà, hay là những cái trường học đó đã có những cái chiếc xe mà đi đi giao đó từng nhà, hay là cái chuyện trợ cấp 2.200 tỷ tới đây, 2.200 triệu đô la tới đây, 2.200 2 2 triệu chứ hả, 2.200.000 đô la tới đây của ông Tổng thống Trump. Thì thưa quý vị, ở bên Mỹ này chúng tôi không lo, nhưng mà những hình ảnh như Nghĩa Lữ vừa thực, chúng tôi rất là buồn thưa quý vị. Cho nên hôm nay nhân dịp như Tuấn Khanh, tôi muốn gửi đến một cái tâm tình của một người Việt hải ngoại. Chúng tôi không thờ ơ với cái tình đất nước, với cái cảnh sống, mà chưa biết rằng bây giờ trong nước nói rằng bắt đầu từ bây giờ được cấm, sẽ cái bằng coi như là cấm gì đó mà cho đến 15 tháng 4, mà tôi nghĩ rằng tới 30 tháng 4 nữa, bây giờ Mỹ đã là 30 tháng 4 rồi thưa quý vị, sẽ nghĩa là lockdown đó tới 30 tháng 4 rồi. Thì Tuấn Khanh có thể nói gì bằng cái tâm tình của cái người ở trong nước, bằng trái tim nghệ sĩ trước khi đất nước, và dự đoán những điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mời Khanh. Ai cũng cố gắng nghĩ đến những điều lạc quan nhất, ngay cả những người đang cầm quyền ở Việt Nam họ cũng mong mỏi những điều tốt nhất đang đến, bởi vì thực sự không ai muốn một cái điều nó tồi tệ nó diễn ra mà mình cũng là một phần trong đó. Cho nên câu chuyện đó sẽ còn mong mỏi rất nhiều, nhưng về thực tế đó, với những gì dự báo thì người ta đang hình dung rằng có lẽ điều này nó không kết thúc sớm được trong 6 tháng, trong 6 tháng của năm 2020. Cho nên mọi thứ còn kéo dài, và nó kéo dài thì cái nỗ lực của nhà nước nó cũng cho thấy là người ta cũng cố gắng, nhưng mà bên cạnh đó đó, cái thói quen của một nhà nước độc tài nó bây giờ nó cũng dẫn đến những chuyện nó rất là buồn cười. Bởi vì trong những ngày này đó thì ngoài chuyện mà cố gắng để làm những cái điều gọi là chống dịch, kêu gọi người dân ý thức hay là vân vân gì đó, thì nhà nước đang có một khuynh hướng, ban tuyên giáo đang có một khuynh hướng là chuyển cái chương trình chống dịch này giống như là chuyển thành một ý chí của Đảng Cộng sản, và đó là một cái hành trình đầy vinh quang phải tuyên bố và phải tiêu diệt cho bằng được. Và có những công nghệ bây giờ đưa ra rất buồn cười là quyết tâm chống dịch không để đi đến 1.000 người nhiễm. Tôi cũng không biết làm sao người ta có thể kiểm soát được mà tuyên bố cái câu ngớ ngẩn như vậy. Rồi Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam quyết tâm chống dịch, quyết tâm chống dịch, chống bằng cách nào? Đó là một cái kẻ thù rất là vô hình, mà hiện nay họ đang cố gắng biến cái dịch virus corona đó, cúm tàu đó, nó trở thành một cái giống như một trận bóng đá, và nếu chiến thắng thì họ sẽ hò reo và phất cờ nói rằng đây là công trạng của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đưa ra, chứ không phải là do vấn đề là may mắn hay là do các bác sĩ y khoa hay là do tất cả gì hết.
và đã có những liên tục những cái trò là PR liên tục bữa giờ trên báo chí truyền hình đó, và cái giọng điệu đó. Thậm chí đã có những trường hợp là kêu gọi hãy cùng nhau treo, ở ngoài Bắc đã có những cái chỗ là kêu gọi cùng nhau treo cờ đỏ lên hàng rào để cùng nhau hy vọng là bước qua cơn dịch này với tinh thần của Đảng Cộng sản. Rồi thậm chí ở một cái ở ngoài Hà ngoài Bắc rồi có một cái tỉnh là họp chi bộ họp đảng gì đó, phát cho nhau một cái khẩu trang mà đeo cờ đỏ xong sao gọi là búa liềm đó, trên cái nền đỏ đó, và giống như là quyết tâm chống dịch bằng cái búa liềm như vậy vậy đó, đại khái cái tinh thần như vậy. Và mọi thứ nó càng ngớ ngẩn trong cái sự tuyên truyền, cho thấy rằng là mặc dù bước một chân vào thế giới văn minh, nhà nước Cộng sản Việt Nam đang ở trong tình trạng vẫn còn một lực lượng phục vụ cho họ với những cái đầu của kém hơn những người nông dân, là lúc nào cũng nghĩ rất là tầm thường và mọi thứ lúc nào cũng hô hào để hài lòng cho cái giới chủ cấp trên của mình. Cho nên rất đáng buồn cho đất nước lúc này, phải chi đất nước chúng ta thực sự thống nhất, thực sự hòa hợp dân tộc, biết bao nhiêu tài năng của người Việt ở hải ngoại có thể về giúp cho đất nước, biết bao nhiêu con người bị từ bỏ ở các trại tập trung vào về đó, rồi gia đình con cái của họ trưởng thành đó, và cũng là những tài năng không bị bỏ quên. Thì có phải đất nước lúc này chúng ta là đất nước hùng mạnh bởi tất cả những người trí thức và chúng ta để xây dựng đất nước hay không? Tháng 4, 30 năm 1975, từ một cuộc chia cắt, chúng ta lại bắt đầu nhìn thấy một cuộc chia cắt khác từ cái Covid-19 này, là bởi vì rõ ràng ngay cả trong dịch bệnh mà người ta cũng đang cố gắng tuyên truyền rằng mọi thứ dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản, và nó hờn sẵn một cái mệnh đề như vậy: dịch cúm thì rồi sẽ phải kết thúc, và sau dịch cúm thì sẽ có những cái bài tổng kết và diễn văn nói rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã vượt qua cái căn bệnh thế kỷ này và cứu cả dân tộc. Họ lại khoác lên vai họ những cái chiếc áo choàng hết sức và trơ trẽn như vậy, và họ quên rằng những cái lúc này đang nhắc lại dưới thành phố ngày càng hoang vắng, tất cả những sự thiếu thốn và chia cắt, nhắc và nhớ nhớ rằng những cái điều đó đã diễn ra đây cách đây 45 năm, hôm nay đã diễn lại như một bài học nhắc lại rằng nếu chúng ta cứ chia cắt, nếu chúng ta cứ tự ta tự đâm vào chúng ta như kiểu rằng phải chiến thắng dịch như là giải phóng miền Nam, thì mãi mãi đất nước này e rằng không có một tương lai nào tốt đẹp cả.